Vâng, Sở Đồ Gỗ Công Nhung xin kính chào các bác và cô chú anh chị ạ. Hôm nay là buổi sáng ngày 14 tháng 1 năm 2024. Cháu Đồ Gỗ Công Nhung đấy ạ, trân trọng được chào đón chú Tuyên. Gia đình chú Tuyên có địa chỉ tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Hôm nay chú đã bớt chút thời gian lên trực tiếp Sở Đồ Gỗ Công Nhung để tham quan sản phẩm. Hải viết đi. Sau khi tham quan lựa chọn thì chú đã chốt cho gia đình một chiếc sập ngồi tam diện cổ liền chân 26 hàng mộc. Và Công Nhung đang hướng dẫn cho chú đánh dấu tất cả chi tiết phần mộc, sau đó sẽ hoàn thiện tất cả những bước cuối cùng để bàn giao cho gia đình chú trực tiếp tại Sông Lô, Vĩnh Phúc. À đây ạ, đây là chiếc sập đây ạ. Thì thay mặt Đồ Gỗ Công Nhung là cháu cảm ơn chú Tuyên nhá. Vâng. Chú là luôn cảm luôn ơn Đồ Gỗ Công Nhung nhá. Vâng ạ. Để cho gia đình một cái sập để dùng. Vâng. Thì cũng báo cáo chú trong quá trình sử dụng nhá. Vâng. Mà nó co ngót như nào thì chú cháu sẽ van lại cho chú. Vâng. Đây là làm chống ngót này. Đấy chú nhá, tha hồ yên tâm. Vâng. À, sau đây thì em mời anh gì nhỉ? Anh Hải. Ừ, anh Hải. Anh Hải. Kiên tưới nước anh. Đây. Hôm nay đi cùng chú Tuyên là có anh Hải ạ. Anh Hải đăng ký thêm một chiếc sập tam diện cũng như của chú luôn. Vâng, chiếc này rất đẹp. Đây anh em thợ Công Nhung đang tưới nước vào để cho anh Hải sẽ tham quan tổng thể phần mộc của chiếc sập ngồi tam diện chất liệu gỗ hương đá. Chiếc sập này có kích thước rộng 1m8, dài 2m2, cổ liền chân 26. Đấy, quá đẹp luôn đấy ạ. Thực tế đấy ạ. Kính mời các bác và cô chú anh chị bớt chút thời gian một ngày gần nhất về tham quan Đồ Gỗ Công Nhung, tham quan trực tiếp mộc sở thị tại cơ sở Tuyên Quang là tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, và cơ sở Yên Bái tại cầu Văn Phú đấy ạ, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Sau khi các bác và cô chú anh chị đến tham quan, ưng ý sản phẩm nào, Sở Đồ Công Nhung sẽ hoàn thiện tất cả những bước cuối cùng để bàn giao trực tiếp về cho gia đình các bác và cô chú anh chị tận nhà trên mọi miền Tổ quốc. Anh Hải ơi, anh ký của em ấy. Anh đâu, hai anh em thợ đẩy ra đi. Đó, chờ Thịnh đã bác. Anh Hải cũng cùng địa chỉ với chú Tuyến à? Chú Tuyến à? Vâng, xã Lãng Công anh. Xã Lãng Công. Vâng. Huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Anh Hải và chú Tuyên đã lấy luôn cùng là mỗi người một chiếc sập tam diện. Đấy, hàng cực đẹp luôn ạ. Vân chùn đẳng cấp, tất cả mới chỉ là mộc thôi. Nhìn đã thực sự là ý rồi. Bảo tư rồi. Vâng, mọi chi tiết tư vấn đặt hàng, kính mời các bác và cô chú chị liên hệ đến Đồ Gỗ Công Nhung theo hai số điện thoại là 0988 986 601 hoặc 0916 912 đó, thử xem nào bạn 88 xem bằng Hải không. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn gia đình chú Tuyên, cảm ơn anh Hải đã bớt chút thời gian về tham quan ủng hộ cho Đồ Gỗ Công Nhung. Xin kính chúc anh và chú toàn thể gia đình một năm mới an khang thịnh vượng ạ.